Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 8 tháng 7 năm 2022, Thường trực huyện ủy tổ chức giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và của huyện, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp hỗ trợ một hộ nghèo xây mới nhà ở với số tiền 105 triệu đồng, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 2.756 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng và 10.540 kg gạo hỗ trợ cho 200 bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa Khoa và hỗ trợ cho 13 hộ gặp rủi ro thiên tai hỏa hoạn với số tiền là 130 triệu đồng. Tiếp nhận và trao tặng 30 bộ máy vi tính cho 30 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có thiết bị phục vụ học tập với tổng số tiền 255 triệu. Tiếp nhận ủng hộ từ Quỹ vì Biển đảo Việt Nam năm 2022 được gần 1,2 tỷ đồng. Hội cựu chiến binh huyện đã tổ chức thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 478 triệu đồng, phối hợp với đoàn thanh niên hưởng ứng lễ phát động trồng cây, thực hiện lời dạy của bác đã trồng 5.230 cây và ra quân tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm nhân dịp đón Tết nhâm dần với 2.300 hội viên tham gia, thu gom được 2,5 tấn rác thải về nơi quy định. Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức chương trình Tết Xung Vầy, hỗ trợ 531 đoàn viên người lao động, tổng trị giá 438 triệu đồng. Chỉ đạo 3 công đoàn cơ sở có đoàn viên công đoàn được Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ nhà ở, mái ấm công đoàn năm 2022, khởi công xây dựng đúng tiến độ thời gian quy định. Thành lập 3 trên 8 tổ chức công đoàn cơ sở đạt 38% kế hoạch năm, kết nạp 119 đoàn viên đạt tỷ lệ 54% chỉ tiêu được giao. Hội nông dân chú trọng nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Kết quả 15.125 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi năm 2022. Ra mắt mô hình phụ nữ sống xanh phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn tại 7 xã. Ra mắt mô hình phụ nữ sản xuất nông sản an toàn vì sức khỏe cộng đồng tại xã Đông Sơn gồm 11 thành viên tham gia. Ban Thường vụ huyện Đoàn phối hợp với Ban dân vận, Ban tổ chức huyện ủy đã chỉ đạo thành công 47 trên 47 đại hội đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 và tổ chức đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Quốc Oai lần thứ 21 nhiệm kỳ 2022-2027 thành công đúng điều lệ đoàn. Phối hợp với Hội chữ thập đỏ, tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với sự tham gia của trên 800 đoàn viên thanh niên kết quả thu được 759 đơn vị máu an toàn, phát động trồng cây trao tặng công trình hàng cây thanh niên với quy mô 1.200 cây xanh đô thị các loại trị giá trên 60 triệu đồng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đề nghị thời gian tới mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện bám sát sự chỉ đạo của huyện ủy và chương trình công tác trọng tâm của cơ quan đơn vị để triển khai thực hiện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước địa phương triển khai các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động và tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội xây dựng nông thôn mới nâng cao góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến nguồn thu ngân sách của các địa phương. Nhưng với tinh thần chủ động sáng tạo, Tri Cục Thuế khu vực Thạch Thất Quốc Oai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với quyết tâm, nỗ lực cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước và là một trong những tri cục có số thu ngân sách nhà nước đứng đầu của thành phố, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của hai huyện Quốc Oai và Thạch Thất. cục thuế khu vực Thạch Thất Quốc Oai chính thức đi vào hoạt động từ ngày 2 tháng 3 năm 2020. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Dòng chi cục thuế khu vực Thạch Thất Quốc Oai đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng thu. Nên nhiệm vụ thu ngân sách của hai huyện trong năm 2020 và 2021 đạt được những kết quả đáng mong đợi và vượt so với dự toán pháp lệnh được giao. Tổng thu ngân sách nhà nước toàn khu vực năm 2020 đạt hơn 2.005 tỷ đồng bằng 104% dự toán pháp lệnh. Tổng thu ngân sách nhà nước toàn khu vực năm 2021 đạt hơn 2.857 tỷ bằng 134% dự toán pháp lệnh, 132% dự toán hội đồng nhân dân giao. Là một trong những chi cục có số thu ngân sách nhà nước đứng đầu của thành phố, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của hai huyện Quốc Oai và Thạch Thất. 6 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Do đó, nhiệm vụ thu ngân sách của ngành thuế gặp không ít khó khăn. Nhưng với tinh thần chủ động sáng tạo, Tri Cục Thuế khu vực Thạch Thất Quốc Oai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với quyết tâm nỗ lực cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách đề ra trong năm. Nhờ đó giúp nhiều khoản thu 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2022, chi cục thuế Thạch Thất quốc oai được thành phố giao thu ngân sách nhà nước hơn 1.860 tỷ đồng. Hội đồng nhân dân huyện giao 2.055,5 tỷ đồng. Đây là chỉ tiêu cao, rất khó thực hiện. Nguyên nhân do năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với trường hợp người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và tổng doanh thu năm 2021 giảm so với năm 2019. Chỉ cục thuế xác định nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và các mặt công tác khác là nhiệm vụ hết sức khó khăn, nặng nề. Do đó ngay từ những ngày đầu năm 2022 Tri Cục Thuế đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, xây dựng và ban hành đầy đủ kịp thời chương trình nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế năm 2022. Triển khai quyết liệt kỳ cương hành chính, nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Đặc biệt, Cục Thuế luôn chú trọng công tác kỷ luật kỳ cương, thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ công chức toàn ngành về việc chấp hành nghiêm kỷ luật kỳ cương, đẩy mạnh triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra nội bộ, tăng cường tổ chức kiểm tra công vụ theo kế hoạch và các cuộc kiểm tra đột xuất, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, thái độ tác phong làm việc, tạo sự đồng thuận, nâng cao chỉ số hài lòng của người nộp thuế. Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022, Chi cục thuế khu vực Thành thất Quốc Oai đã được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo ngành thuế của Cục thuế thành phố Hà Nội và sự chỉ đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân hai huyện Thạch Thất, Quốc Oai. Từ đó triển khai đồng bộ các giải pháp về triển khai thu ngân sách. Cho nên kết quả 6 tháng đầu năm cũng đạt được những kết quả rất là cao. Cụ thể năm 2022 nhiệm vụ pháp lệnh giao là 1.860 tỷ và hội đồng nhân dân giao là 2.055 tỷ. Tính đến ngày 30 tháng 6 thì tri cục đã thu được 1.281 tỷ đạt 68,9% pháp lệnh và đạt 62,5% hội đồng nhân dân giao tăng so với cùng kỳ 135,1%. Nếu tính trừ tiền sử dụng đất thì chi cục thu cũng hoàn thành và hoàn thành cao, cụ thể là số thu đạt đến ngày 30 tháng 6 là 426,9 tỷ và đạt 67,6% và đạt 114% so với cùng kỳ. Đối với nguồn thu từ ngoài quốc doanh, tính đến ngày 30 tháng 6 đã đạt 136,1 tỷ và đạt 58,6% và tăng 7,2% so với cùng kỳ. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cục Thuế thành phố Hà Nội, huyện ủy, hội đồng nhân dân ủy ban dân hai huyện Thạch Thất và Quốc Oai và sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các cấp các ngành, Chi cục thuế khu vực Thạch Thất Quốc Oai đã đổi mới phương thức lãnh đạo điều hành trong thu ngân sách nhà nước. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, chi cục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế và công tác cải cách thủ tục hành chính thuế. Hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, thường xuyên chỉ đạo các đội thuế ra soát diện hộ khai thác nguồn thu phát sinh trên địa bàn như hộ phát sinh mới, thực hiện điều chỉnh doanh thu mức thuế ngay từ đầu năm của hộ kinh doanh sát với tình hình thực tế kinh doanh nhằm chống thất thu thuế, đảm bảo công bằng giữa các hộ kinh doanh. Lập bộ ổn định mức thuế, thực hiện công khai mức doanh thu và mức thuế tại trụ sở đội thuế, nên đã đạt được kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 toàn khu vực đạt hơn 1.282 tỷ đồng, đạt 68,9% dự toán pháp lệnh thành phố giao đạt hơn 62,4% dự toán Hội đồng Nhân dân huyện Giao, tăng 135,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, huyện Thạch Thất thu đạt hơn 474 tỷ đồng, huyện Quốc Oai thu đạt hơn 807 tỷ đồng. Một số khoản thu sắc thuế đạt kết quả cao là thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất. Để đạt được kết quả trên, Tri Cục Thuế đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế được biết hưởng các chính sách gói hỗ trợ của chính phủ, bộ tài chính và hướng dẫn triển khai thực hiện của tổng cục thuế tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ đó tạo ra nguồn thu bền vững công tác tuyên truyền hỗ trợ thao gỡ khó khăn cho doanh nghiệp người nộp thuế tiếp tục được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú cùng với hoạt động hiệu quả của bộ phận một cửa tại tri cục đã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước. Công tác quản lý kê khai kế toán thuế đối với người nộp thuế được thực hiện chặt chẽ, thực hiện nhận, nhập tờ khai đầy đủ, kịp thời vào ứng dụng TMS, xử lý các tờ khai lỗi tồn trên trục truyền tin, lỗi không hạch toán được vào hệ thống TMS, ra soát đối chiếu điều chỉnh dữ liệu nợ sai trên ứng dụng. Số tờ khai đã nộp trong 6 tháng đầu năm là 7.055 trên 7.236 tờ khai phải nộp, đạt tỷ lệ 97%. Chỉ Cục Thuế đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra theo phương thức điện tử, nhận diện rủi ro hồ sơ khai thuế ngay tại cơ quan thuế. 100% các doanh nghiệp đều được phân tích rủi ro trước khi ban hành quyết định kiểm tra. 6 tháng đầu năm 2022 hoàn thành 130 cuộc, đạt 49%. Số tiền truy thu và phạt là 14,8 tỷ đồng, giảm khấu trừ 8 tỷ đồng, giảm lỗ hoàn 72,5 tỷ đồng. Chi cục thuế khu vực Thành thất quốc oai đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, giảm tờ khai nộp thuế, công tác giả soát và quản lý đối tượng nộp thuế được thực hiện kịp thời. Quy trình quản lý thuế thực hiện thông qua hệ thống công nghệ thông tin theo quy định của Tổng cục thuế. Đồng thời, Chi cục thuế đã giải quyết nhanh chóng, kịp thời hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế đã đầy đủ thủ tục. Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử. Đến nay, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng đạt trên 99%, tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt trên 90%. Thực hiện hiệu quả công tác cải cách, đơn giản hóa và kiểm soát thủ tục hành chính thuế. 6 tháng đầu năm 2022, Tri Cục Thuế đã niêm yết nội dung địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo để người nộp thuế kịp thời phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính. Thường xuyên cập nhật thông báo kịp thời những thủ tục hành chính thuế mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ tại bộ phận một cửa. Đã giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính thuế cho người nộp thuế, gồm 21.871 hồ sơ, trong đó thạch thất... 11.457 hồ sơ, quốc ngoài 10.414 hồ sơ. Trong những năm qua, ngành thuế luôn nỗ lực triển khai hiện đại hóa và cải cách hệ thống thuế. Từ đó, những chính sách đã được kịp thời đưa đến người dân, đặc biệt là đối với những cái thủ tục hành chính được rút gọn và những cái phương châm thuế điện tử được áp dụng một cách hiệu quả. Đối với hóa đơn điện tử đã thực hiện 100% trên địa bàn của cả thành phố Hà Nội và cả nước từ ngày mùng 1 tháng 7 cũng đã được áp dụng hóa đơn điện tử. Việc khai thuế, hoàn thuế, nộp thuế đều được thực hiện đạt một 99,98%. Từ đó, những cái chính sách về hiện đại hóa được thực hiện một cách kịp thời. Từ đó là tháo gỡ những cái khó khăn, giúp đỡ cho các cái doanh nghiệp có những cái đà phát triển để tạo ra cái nguồn thu ngân sách và nuôi dưỡng cái nguồn thu tạo ra sự phát triển bền vững và khắc phục kịp thời được những cái khó khăn do đại dịch Covid ảnh hưởng đến môi trường sản xuất kinh doanh. Nhằm được cái kết quả của năm 2022 thì mỗi cán bộ công chức cũng tiếp tục phải phấn đấu, nỗ lực và coi người nộp thuế là đối tượng để phục vụ để từ đó triển khai những cái chính sách một cách kịp thời, hiệu quả đem lại những cái số thu cũng như là phục vụ cho doanh nghiệp được thực hiện đúng cái chính sách pháp luật và có cái phát triển bền vững. Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Nên ngay từ đầu năm, Tri Cục Thuế đã chú trọng giao nhiệm vụ thu nợ, giảm nợ tới các đội thuế và từng cán bộ quản lý Đồng thời chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ theo quy định, quy trình tập trung vào các đối tượng có số nợ lớn và các khoản nợ có khả năng thu. Tính đến hết tháng 6 đã thu nợ được 73,6 tỷ đồng. Công tác kiểm tra, giám sát, kê khai, khấu trừ, hoàn thuế, miễn giảm thuế, quyết toán thuế theo đúng quy định của luật thuế. Trong 6 tháng đã thực hiện hoàn thuế số tiền hơn 57 tỷ đồng việc quản lý hộ kinh doanh được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hướng tới mục tiêu công khai minh bạch công bằng và nâng cao hiệu quả quản lý thuế tăng cường sự kiểm tra sự phối hợp tốt với hội đồng tư vấn thuế các xã thị trấn trong công tác quản lý thuế từ đó công tác quản lý hộ kinh doanh ngày càng được nâng cao quản lý chặt chẽ và hướng dẫn các hộ sử dụng hóa đơn kê khai báo cáo đầy đủ và nộp thuế kịp thời vào ngân sách không để nợ động kéo dài đã miễn giảm thuế cho hộ kinh doanh theo nghị quyết 406 và nghị quyết 15 của Quốc hội với 22.607 hộ. Cùng với thực hiện nhiều giải pháp tối ưu để tăng nguồn thu ngân sách, chỉ cục thuế khu vực Thạch Thất quốc oai cũng rất coi trọng việc xây dựng hình ảnh cán bộ công chức thuế, luôn chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo mỗi cán bộ công chức thuế có đầy đủ phẩm chất, năng lực làm việc chuyên sâu luôn chủ động công tâm, khách quan trong công việc, phục vụ tốt người nộp thuế. Thực hiện tốt luật cán bộ công chức, tăng cường trách nhiệm kỳ cương của cán bộ công chức thuế trong thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ vừa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vừa có phẩm chất lối sống lành mạnh, có thái độ ứng xử giao tiếp văn minh, đáp ứng được yêu cầu cải cách hiện đại hóa của ngành và thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính. Việc ứng xử giữa cán bộ công chức thuế đối với người nộp thuế luôn cởi mở thân thiện trách nhiệm, khởi dậy tinh thần tích cực, chủ động sáng tạo trong công việc đối với mỗi cán bộ công chức, xây dựng hình ảnh cơ quan thuế văn minh, xanh, sạch, đẹp, giao lưu thể thao bóng đá, văn nghệ, thể dục thể thao, cầu lông giữa các cơ quan trong hai huyện, tạo sự gần gũi thân thiện với tinh thần kỳ cương hành chính, xây dựng văn hóa thuế đẹp về phẩm chất, sáng về đạo đức, vững về chuyên môn quan tâm đến đời sống và vật chất tinh thần của cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Để đạt được cái kế hoạch thu cả năm, 6 tháng còn lại năm 2022, thì toàn bộ cán bộ công chức tri cục thuế tiếp tục phải nỗ lực phấn đấu triển khai một cách hiệu quả các cái chỉ thị, các cái chính sách và sự chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên cũng như của hai huyện. Từ đó thực hiện một cách hiệu quả đồng bộ các giải pháp và thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách hiệu quả để đảm bảo cái việc triển khai thu ngân sách sau tháng cuối năm hoàn thành cái nhiệm vụ xuất sắc. Phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, tập thể cán bộ công chức chi cục thuế khu vực Thạch Thất Quốc hoài tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhất trí chủ động sáng tạo quyết liệt các giải pháp để phấn đấu hoàn thành các trách nhiệm công tác kế năm hai nghìn hai mươi hai lên bài ca vinh quang Việt Nam giờ, nói giờ. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.